thôi nhỉ? Tao tưởng không? Đây là đôi Tuấn Đức Như Thảo và đôi Hồng Nam Mai Anh của đội Lotus Hà Nội. Đấu này chính là tái hiện trận chung kết đôi nam nữ tại Đại hội Thể thao Toàn quốc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xa nên hai đội vận động viên đều giữ vững cân xếp hai. Chém cầu của Tuấn Đức, đập quả này pha đánh cầu vào lưới, điểm 3-0 cho Hồng Nam Mai Anh.
Chém cầu tốt của Hồng Nam, điểm 5-1. Sau trận này sẽ là trận chung kết đôi nam anh nhé. Chung kết đôi nam giữa Tú Huy và Hải Tuấn Anh. Bây giờ là 7 điểm rồi. Điểm 8-1. Đặt cầu tốt của Hồng Nam 9-2. Ok, điểm là 9-2 em nhé. Hồng Nam đang dẫn set 2, 9-2. Phạm đập cầu liên tiếp. Đúng rồi anh ạ. À không, đôi bên này, đôi Tuấn Đức Như Thảo và đôi phía phần màn hình đã chiến thắng ở set đấu thứ nhất. Điểm 40. Chưa chết. Tiếng cầu tốt của Mai Anh là một pha cầu may mắn của Nga. Ta đập cầu đúng người hậu của Hồng Nam. Hồng Nam bị đập cầu đúng người, rất khó đỡ. Cả hai đôi nhưng đôi bên này được đánh giá cao hơn anh ạ. Thì đôi bên này đang là đôi số 1 Việt Nam hiện nay. Điểm 60. Tuấn Đức phát cầu. Và xoa cầu rất khó chịu của Hồng Nam. Nhưng lần này lại đánh vào lưới mất rồi. Một pha ép cầu một rất khó của Hồng Nam. Đúng rồi anh Hùng ạ, bên này hơn khá nhiều. Bởi vì trên bảng xếp hạng hiện nay, trên bảng xếp hạng đôi nam nữ của Việt Nam hiện nay thì Tuấn Đức Như Thảo đang đứng ở vị trí số 1. Hiện nay đã có 200 người xem rồi. Mọi người xem stream hãy chia sẻ lên các bên trang cá nhân, lên chợ cầu lông để tất cả mọi người đam mê cầu lông đều được xem trận đấu này ạ. Một trận đấu chất lượng rất cao, tầm cỡ quốc gia. Cả hai đôi đều là thuộc đội tuyển quốc gia hiện nay.
lại là một pha chắn cầu vào lưới. Một pha đập cầu tốt, Thuần Đức rất khó đỡ. Điểm đã sắp cân bằng rồi, rút ngắn xuống còn 10-11 cho Tuấn Đức Thanh Thảo. Oh, xin chào Hoàng Nam. Hoàng Nam sáng nay không ra cổ vũ anh Long đánh à? Mà là đôi Thuần Đức Thanh Thảo đều quá, họ đánh tốt hơn. Nhưng pha cầu này thì Thuần Đức đã đánh ra ngoài mất rồi. Điểm 12-11, Mai Anh phát cầu. Thạch vật rồi, nhưng đường cầu vẫn chưa hết. Cầu xong. Như chúng ta đã thấy thì vận động viên Hồng Nam có những pha thủ cầu chéo sân rất khó chịu, thủ tay rất tốt. Đúng vậy, các báo đỏ bên này đánh ngay. Họ đã vô địch giải quốc tế Siêu Gia Hà Nội, vô địch nội dung đôi nam nữ cá nhân, giải đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Trong tay của nó, nhưng mà trong xem một thì đôi Tuấn Đức đã thắng ạ. Đôi Tuấn Đức Như Thảo đã thắng đôi của Hồng Nam và Mai Anh. Là một pha đánh cầu vào lưới rất đáng tiếc của Như Thảo. Tỷ số bây giờ đã cách biệt xuống lên còn 4 điểm rồi, 15-11. Thủ cầu tốt, pha dứt điểm rất khó của ông này, gõ cầu rất sát biên. Anh Đạt nói đúng đấy, trong tầm tay nhưng ngoài tâm vốn. Đổi điểm 12-16, Tuấn Đức giao cầu. Cầu tốt của Như Thảo. Kèo lưới rất hay. Đã bị lỡ đà rồi, Tuấn Đức đã bị lỡ đà pha đó rồi. Hồng Nam bắt cầu. Một pha thủ cầu trick shot của Tuấn Đức rất hay. Một pha thủ cầu thứ hai. Cầu vẫn còn. Một pha cầu đầy ngẫu hứng. Cầu vẫn còn luôn. Cuối cùng một chiến thắng đã thuộc về đều sẽ thuộc về đôi Tuấn Đức Như Thảo. Phát cầu đầy ngẫu hứng.
Trong xét đấu thứ nhất thì đôi Tuấn Đức Như Thảo đã thắng với tỷ số khá cách biệt. Những pha thủ cầu đầy ngẫu hứng của Tuấn Đức. Hai pha thủ cầu quay lưng. Em nghĩ là trận này không phải đâu, không liên quan gì đến bóng đá đâu anh ạ. Ok anh Nguyễn Văn Trần ơi, trận chung kết đôi nào sẽ diễn ra sau trận đấu này nhé. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc thì em sẽ livestream liên tục, liên tiếp trận đôi nam. Điểm rút là chúng tôi mới 4-16 rồi. Ok, cảm ơn Vũ Quế Lâm nhé. Cảm ơn Vũ Quế Lâm đã cung cấp một số thông tin cho mọi người. Đôi của Tuấn Đức Như Thảo hơn nhiều, hơn khá nhiều người khác. Cầu trong sân. Một phán đoán hai, một quyết định sai của Hồng Nam. Cầu vỡ trong sân. Ok, cảm ơn anh Nguyễn Đạt. Phải cầu rất may mắn. Vô cầu chậm mất rồi. Ở một pha vô cầu chậm của Mai Anh. Nhưng ngay sau đấy thì Mai Anh đã sửa sai bằng một pha vô cầu tốt. Cầu đi rất chìm. Điểm 17 đều. Trong 3 điểm số rồi thì 3 loạt cầu đi rất nhanh. Chỉ khoảng 2 đến 3 trận. Điểm 17 đều. Như Thảo phát cầu. Hồng Nam đỡ cầu. Ok anh Hùng. Tuấn Đức, Tiến Minh và Hải Đăng chính là ba thế hệ khác nhau. Ba vận tiêu biểu của mỗi thế hệ. Ok anh Hùng, anh nói đúng đấy ạ. Vì ba thế hệ, một lứa là đã trở thành huyền thoại của Việt Nam, một lứa là đang khẳng định tên tuổi và đang là số 1 của Việt Nam. Còn Hải Đăng chính là ngôi sao mới nổi của Việt Nam. Trong tương lai chắc chắn sẽ thống trị bảng xếp hạng đơn nam của Việt Nam, cũng như là vươn tầm ra thế giới. Điểm 17 đều. Rất căng thẳng. Lại là một pha cầu gõ cầu vào lưới rồi. Vâng, đi qua màn hình của chúng ta chính là vận động viên Nguyễn Công Hải, là vận động viên tí nữa sẽ đánh, lát nữa sau trận đấu này sẽ đánh trận chung kết đôi nam, đánh cặp với anh chính là Nguyễn Tuấn Anh, là một trong những huấn luyện viên của đội tuyển trẻ cầu lông Việt Nam. Đối thủ của Tuấn Anh và Công Hải trong trận chung kết đôi nam chính là Lương Tuấn Huy và Lê Văn Tú, là hai vận động viên trẻ của đội tuyển sinh viên Hà Nội. Chính xác. Oh.
đáng tiếc. Lâm nói đúng đấy, bộ môn cầu lông của chúng ta không được đầu tư kỹ lưỡng và được người ta quan tâm như là bộ môn bóng đá. Trận đấu đã kết thúc, trận vô địch đã thuộc về đội Tuấn Đức Như Thảo.